Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 20 giờ 20 phút ngày 11 tháng 8, lực lượng đã bắt được đối tượng Lê Đình Thức, 44 tuổi, trú thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tại cánh đồng thôn Xuân Triều, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, do nghi ngờ người hàng xóm 70 tuổi ở thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà ném đá vào nhà mình, nên Thức đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thức đã bỏ trốn. Để truy bắt đối tượng, trong 5 ngày qua, các đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chốt chặn, vây bắt.